Xin chào mọi người, tiếp tục với series review về các sản phẩm chất lượng đến từ thương hiệu Bosch của Đức. Thì trong video này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ sản phẩm, đó là bộ thu phát micro của nhà Bosch. Với các sản phẩm gồm có bộ thu, bộ phát gài lưng với micro cài ve và bộ micro cầm tay. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng khám phá từng sản phẩm trong hệ thống này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng khám phá đó là bộ thu MVK1RXF5. Với sản phẩm này thì thiết kế cũng khá là cơ bản với các loại bộ thu dành cho các hệ thống micro không dây. Và khi mình cầm lên thì có vẻ là khá là đầm tay. Và như các bạn có thể thấy thì thiết kế khá là nhỏ gọn, giúp cho chúng ta có thể đặt ở rất là nhiều vị trí và nhiều không gian khác nhau. Và ở đây thì chúng ta sẽ có các phím chức năng cơ bản. Đầu tiên đó là nút nguồn, Power. Ở đây thì có 3 phím chức năng để giúp chúng ta điều khiển và lựa chọn các kênh. Bên cạnh là màn hình LCD hiển thị các thông số khi chúng ta đang sử dụng sản phẩm. Và bên cạnh đó là nút điều chỉnh âm lượng, volume. Chúng ta điều chỉnh tăng giảm âm lượng. Và phía đằng sau của sản phẩm thì chúng ta sẽ có đầu tiên đó là khóa bảo vệ giúp cố định dây nguồn. Tiếp theo đó là cổng DC input 12-18V 600mA. Phía bên cạnh đó là cổng chuẩn đầu ra TRS. Và bên cạnh đó là cổng chuẩn đầu ra XLR. Và đây chính là hai chân cắm anten. Với thiết kế nhỏ gọn và thông minh như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể để sản phẩm ở vị trí như là để bàn hay là gắn tủ rack 19 inch. Để nói về hiệu năng của sản phẩm thì chúng ta không thể bỏ qua hai thông số quan trọng. Thứ nhất là sản phẩm hoạt động trong giải tần UHF với 193 kênh tự do lựa chọn, giúp chúng ta có thể sử dụng sản phẩm một cách linh hoạt và dễ dàng. Và thông số quan trọng thứ hai đó là giải tần số hoạt động trong từ 722 đến 746 MHz và sản phẩm có khả năng tự động quét và dò tần số giúp chúng ta có thể kết nối vào các thiết bị phát một cách dễ dàng và nhanh chóng. Và một đặc điểm độc đáo của sản phẩm đó là chức năng của khóa bảo vệ giúp ngăn chặn những thay đổi ngẫu nhiên từ bên ngoài. Với thiết kế cũng như là tính năng của sản phẩm như vậy thì sản phẩm này rất là phù hợp để sử dụng cho các công trình công cộng như là nhà hàng, nhà hát, các trung tâm hay là hội nghị, giúp cho chúng ta có thể thu lại được âm thanh rõ ràng và trong trẻo. Sản phẩm tiếp theo mà chúng ta sẽ khám phá trong hệ thống của Bosch đó là bộ phát gài lưng kèm với mic cài ve. Đây chính là cặp bài trùng của sản phẩm. Và sản phẩm này thì có model là MVK1 LTX F5. Và đây được coi là một trong những sản phẩm âm thanh rất là nổi bật của nhà Bosch. Như chúng ta có thể quan sát ở đây thì sản phẩm được thiết kế với màu ghi xám hiện đại, tân màu rất là sang trọng, đúng không ạ? Và với sản phẩm này thì chúng ta sẽ kết nối một cách dễ dàng với mic gài ve bằng cổng kết nối như thế này. Và chúng ta để ý ở đây thì sẽ có 4 chân. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thử test cắm luôn cái chân này vào đây. Ok. Và khi mình cắm thì cảm giác là cái chân này nó rất là chắc chắn. Và việc chắc chắn này sẽ giúp cho chúng ta ổn định được cái đường tiếng trong quá trình sử dụng. Ok, như các bạn có thể thấy thì đây chính là một cặp tai trùng của nhà Bosch và được người dùng rất là yêu thích và ưa chuộng. Và sản phẩm được thiết kế với màn hình LCD hiển thị các thông tin ở đây. Và khi các bạn sử dụng thì chúng ta có thể theo dõi ở cái màn hình LCD này rất là tiện lợi. Và sản phẩm thì chỉ với trọng lượng khoảng hơn 100g, rất là nhẹ và nhỏ gọn, giúp chúng ta linh hoạt trong việc di chuyển và mang theo. Một tính năng nữa của sản phẩm đó là khóa tự động, giúp đảm bảo tính ổn định của thiết bị. Và với sản phẩm thiết bị phát như thế này thì chúng ta có thể sử dụng lên tới 15 giờ, giúp đảm bảo cái quá trình chúng ta sử dụng không bị ngắt quãng. Và sản phẩm rất là phù hợp với các nhu cầu sử dụng như là phiên dịch trong các cuộc hội thảo, hội họp. Và sản phẩm cuối cùng chúng ta sẽ khám phá trong hệ thống này chính là chiếc micro không dây với số hiệu model đó là VKM1HTX F5. Sản phẩm được thiết kế với màu đen nhám rất là sang trọng và hiện đại, kết hợp với công nghệ PLL và chức năng khóa bảo vệ giúp đảm bảo ổn định của thiết bị trong suốt quá trình sử dụng. Với sản phẩm này thì chúng ta có thể sử dụng lên tới 15 giờ, khiến cho hoạt động của chúng ta sẽ không bị ngắt quãng. Và đặc biệt là khả năng giảm nhiễu giúp cho âm thanh chúng ta mang lại được trong trẻo và rõ ràng. Và với nhà Bosch thì chúng ta sẽ có một hộp phụ kiện đi kèm giúp bảo vệ thiết bị của chúng ta. Ngoài ra thì còn có các mũ mic với các màu sắc khác nhau. Ở đây thì mình sẽ có 4, 6, 7, sẽ có 8 màu cơ bản giúp chúng ta có thể sử dụng trong những cái sự kiện hoặc cuộc họp mà chúng ta sử dụng đồng thời nhiều mic cùng một lúc thì có thể dễ dàng phân biệt. Ở đây thì chúng ta sẽ có một số những màu cơ bản như sau. Mình sẽ show cho các bạn thấy
Chiếc hộp của chúng ta sẽ có các màu cơ bản như thế này. Đây, chúng ta sẽ có màu tím, màu nâu, màu xanh. Đây là màu xanh lá, màu đỏ. Đây là màu vàng và màu đen cơ bản. Và đây mình đang sử dụng đó là màu cam. Thì với các màu sắc như thế này thì chúng ta có thể dễ dàng lắp đặt ở những chiếc micro khi mà chúng ta sử dụng đồng thời nhiều cái cùng một lúc, để giúp chúng ta có thể phân biệt cũng như là điều phối cái sự kiện đó một cách tốt nhất. Sản phẩm với thiết kế thông minh gồm có màn hình LCD hiển thị các thông số một cách rõ ràng. Và với những tính năng và thiết kế như vậy thì sản phẩm này rất là phù hợp với nhiều không gian khác nhau, từ các event, các cuộc hội họp, từ trong nhà cho tới ngoài trời. Vì vậy, tất cả chúng ta đều có thể lựa chọn sản phẩm làm sao để phù hợp với nhu cầu của mình. Ok, sau một hồi chúng ta trải nghiệm sản phẩm thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào test chất lượng của hệ thống Bosch. Như các bạn có thể đang nghe thấy là cái âm thanh mà mình đang sử dụng là chính là âm thanh nói trực tiếp từ cái sản phẩm Bosch. Và cái tần số mà mình đang sử dụng ở đây là 722 MHz. Các bạn có thể nhìn thấy ở bộ thu ở màn hình LCD đây cũng đang hiển thị là 722 MHz. Và cái mic mình đang cầm nó cũng đang hiển thị ở số đó ở phần màn hình LCD. Về việc hiển thị cái thông số của tần số như thế này thì sẽ giúp cho chúng ta có thể nhận biết được là hai thiết bị này nó đang trùng khớp với nhau về cái tần số đó hay không, để giúp chúng ta có thể dễ dàng điều khiển từng thiết bị trong quá trình sử dụng. Về chất lượng âm thanh thì như các bạn có thể cảm nhận, cái âm thanh nó phát ra rất là to, rõ ràng và cái âm lượng mà mình đang dùng đây là một âm lượng vừa phải. Khi các bạn tăng giảm âm lượng thì chất lượng âm thanh cũng sẽ không hề thay đổi, và cái độ ồn, độ rít của mic thì được tối ưu ở nhà thiết kế từ nhà sản xuất, vì vậy mà giúp cho chúng ta đảm bảo được các cuộc hội thảo, hội họp hay là những cái buổi thuyết trình sẽ diễn ra một cách trơn tru và mượt mà. Vừa rồi chúng ta đã được trải nghiệm các hệ thống thu phát không dây, thực sự rất là chân thực và thú vị đúng không? Trong mỗi video thì chương trình audio luôn muốn mang tới cho các bạn những thông tin bổ ích cũng như trải nghiệm thú vị nhất. Nếu như các bạn còn câu hỏi lăn tăn nào thì hãy liên hệ tới số hotline 0904 57 5856 hoặc để đặt hàng hãy liên hệ tới số hotline 0902 188 722 hoặc truy cập vào website tca.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại! Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.